Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có một buổi chiều ngày đầu tiên của tháng 9 và ngày đầu tiên bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh thật là vui vẻ ha. Như thường lệ thì Xuân Mỹ cũng sẽ chia sẻ những tin vui liên quan đến cậu Út Gò Công và những tin tức khác. Và bây giờ như thường lệ mình sẽ vào kênh YouTube Hồ Văn Cường Official. Mình vào YouTube mình gõ cái tại vì cái màn hình YouTube nó có phim rồi nghe cả nhà, cho nên là Xuân Mỹ chạm vào. Và đây bông hồng cài áo của Hồ Văn Cường. Mình cập nhật bài bông hồng cài áo trước đi. Đây, bông hồng cài áo ha. Có quảng cáo nha cả nhà. Chờ chút xíu nha cả nhà, cho nó chạy quảng cáo đặng cậu Út có doanh thu trên kênh YouTube ha. Và bài bông hồng cài áo chiều nay nó vô top mấy? Hồi trưa thì Xuân Mỹ nói top 23 ha. Bây giờ thì 24 rồi 23. Top 24 xong rồi xuống 23. Rồi bây giờ đây. Ten 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 ten. Bông hồng cài áo trên kênh YouTube Hồ Văn Cường Official đã vào top 22 danh mục âm nhạc thịnh hành. Vui quá đi là vui quá đi. Mặc dù bài này đã được rất rất nhiều ca sĩ và nó trở thành một cái bài giống như bài truyền thống của cái mùa Vu Lan mà hàng năm. Hễ mà cứ tới mùa Vu Lan thì nhiều ca sĩ hát bài này, nhưng mà năm nay bài này được Cường phối lại, được bên ekip âm nhạc phối lại với cái mộc guitar, một cây đàn guitar với một nhạc sĩ guitar đệm cho Cường ở trong cái phòng thu, là làm nên bài Bông Hồng Cài Áo một phiên bản mới rất là hay, rất là sâu sắc, tình cảm sâu lắng. Đã vào top 22 rồi và lượt view của nó là 229.000 lượt view. Mọi người ơi tiếp tục nghe nha. Và Xuân Mỹ sẽ vào bài kênh của Cường thì 148.000 sub ha. Bây giờ thì bài mẹ tôi là 975.000 nữa. Wow. Còn 25.000 lượt xem nữa là đạt triệu view nha cả nhà. Đây. Mẹ tôi thì chiều nay là vẫn ở top 13 ha. Đó, 975.000 nè. Vẫn ở top 13 ha cả nhà. Vẫn ở top 13. Như vậy là chúng ta nghe bài Bông Hồng Cài Áo, xong chúng ta nghe bài Mẹ Tôi, xong chúng ta chuyển sang nghe bài Nỗi Buồn Buồn Con Sáo Sậu. Buồn Con Sáo Sậu thì chiều nay 977.000 lượt xem rồi. Đó, 977.000 lượt xem rồi cả nhà thấy không? Còn 23.000 lượt xem nữa. Cũng như vậy là bài Mẹ Tôi và bài Buồn Con Sáo Sậu đang song song với nhau. Xuân Mỹ nghĩ là chắc là bài Mẹ Tôi sẽ vượt lên đạt triệu view trước quá cả nhà, bởi vì là vẫn nằm trong top 13, như vậy là chứng tỏ cái sự tìm kiếm của khán giả vẫn còn. Cả nhà nhớ ha, vào cái khoanh tròn cái thanh công cụ tìm kiếm này nè, gõ Mẹ Tôi Hồ Văn Cường hoặc là Bông Hồng Cài Áo Hồ Văn Cường để cho nó còn nằm ở trong top ha. Chúng ta nghe nhiều thì lượt view sẽ được tăng, nhưng mà chúng ta tìm kiếm nhiều thì cái phần nằm trong lọt trong top danh mục âm nhạc thịnh hành nó sẽ được giữ. Rồi có khán giả hỏi Xuân Mỹ là nghe Bông Hồng Cài Áo xong thì tự nó nhảy qua bài khác thì vẫn được tính lượt view, tức là tự động YouTube đề xuất cho mình, nó không có theo sự lựa chọn của mình. Nhưng ví dụ như Xuân Mỹ làm việc làm công chuyện mắc làm công chuyện nhà đó, thì khi Xuân Mỹ mở cái bài Bông Hồng Cài Áo hết á, bài Bông Hồng Cài Áo mà hát hết cái tự nhiên YouTube chuyển sang bài Thương Về Miền Đất Lạnh rồi Đà Lạt Hoàng Hôn, có khi thì chuyển qua bài Thương Người Nông Dân nữa cả nhà, miễn trên kênh YouTube của Cường thì cũng được tính ha. Rồi cả nhà nhớ là ủng hộ cậu Út Gò Công tiếp tục nha, mừng quá đi. Bài Bông Hồng Cài Áo ở top 22 và bài Mẹ Tôi thì vẫn top 13, như vậy là cả hai bài cùng nằm trong danh mục âm nhạc thịnh hành. Người ta top người ta có 30 mà mình hết hai bài, một mình Cường được hai bài, như vậy là còn 28 bài khác thì chia cho các ca sĩ khác cả nhà. Quá đỉnh ha đúng không? Đó là nhờ cái lòng thương yêu, cái tình thương yêu của tất cả ca sĩ, tất cả khán giả xa gần dành cho ca sĩ Miệt Gò Công ha. Và có khán giả hỏi Xuân Mỹ là Cường bắt đầu năm học mới chưa? Dạ bây giờ Cường vẫn còn đang trong học kỳ hè, và hôm nay thì trường bắt đầu nghỉ nghỉ lễ Quốc Khánh, cũng như bao trường khác, bao cơ quan doanh nghiệp nhà nước khác, thì Cường trở lại với việc gì cả nhà biết không? Cường trở về với việc chăm sóc sức khỏe cho mình. Cường trở về với việc chăm sóc sức khỏe cho mình ha. Rồi Xuân Mỹ sẽ vào trang fanpage
nhắc lại trang fanpage nữa, trang fanpage là bạn chiều nay thì lên được 4.003 lượt thích và 7.009 người theo dõi. Trang fanpage đây là trang fanpage của chính chủ ca sĩ Hồ Văn Cường, cả nhà nhớ nghe ha. Nè, đây là fanpage của ca sĩ Hồ Văn Cường, chính thức của ca sĩ Hồ Văn Cường, và cái email contact.hovancuong@gmail.com. Và cái livestream ở chùa Bát Nhã, như trưa nay Xuân Mỹ đã có chia sẻ với cả nhà bài viết của chùa Bát Nhã, một bài viết rất là tình cảm về đại lễ Vu Lan có sự góp mặt của ca sĩ Phật tử Hồ Văn Cường. Nhà chùa đã dành cho Cường một cái tình cảm rất là nồng ấm, viết một bài viết rất là tình cảm, trong đó nhắc đến Cường. Phật tử thì gọi chung, nhưng mà riêng Cường thì các sư thầy gọi ca sĩ Phật tử Hồ Văn Cường. Để được làm Phật tử của nhà chùa thì phải có cái cơ duyên, phải có cái duyên, chứ không phải tự nhiên ai muốn làm Phật tử cũng được đâu ha cả nhà. Đó đó là cái sự may mắn của Cường đó. Nói chung là ông trời không bao giờ lấy đi hết của mọi người tất cả, đúng không cả nhà? Tức là ông trời mà lấy cái này thì ông sẽ cho lại cái thứ khác, và cái cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở. Quy luật tự nhiên trong cuộc sống là như vậy, cho nên chúng ta hãy tin vào điều đó, cứ bước tới trời xanh ắt sang bài đó. Đó là cái fanpage của Cường, mọi người chia sẻ mạnh ha. Fanpage 7 hiện nay 7.009, mọi người gắng chia sẻ lên cho được 10.000. Một fanpage mà được tích xanh đó là được 10.000 và 20.000 lượt thích, 10.000 người follow ha. Rồi bây giờ Xuân Mỹ sẽ chuyển sang tin Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen chiều nay có tin gì? Đại học Hoa Sen chào đón các cái thí sinh nhập học xuyên lễ. Chào tháng 9, nghỉ lễ không quên nhiệm vụ nha. 2005 ơi, nhà Sen vẫn đang rộn ràng chào đón quý phụ huynh và các bạn thí sinh đến làm thủ tục nhập học. Tân sinh viên khóa 23 nhập học sẽ nhận được combo quà tặng nè, áo thun, ba lô, gấu bông, sổ tay. Ngoài ra thì các bạn sẽ được tư vấn thông tin nhà trọ, hỗ trợ tiền cọc trọ lên đến 50%. Nhanh chân đến trụ sở Nguyễn Văn Tráng thôi. Thời gian làm việc trong các ngày lễ là từ 7:30 đến 16:30, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9. Ngày 5 thì trở lại bình thường. Và ngày 5 thì các trường trung học phổ thông từ tiểu học đến cấp 3 sẽ bắt đầu, cả nước coi như cả nước sẽ bắt đầu khai giảng năm học mới ha cả nhà. Và đây là những hình ảnh mà trường hỗ trợ các phụ huynh và sinh viên làm thủ tục nhập học đây. Cái nhà đây là đàn em thế hệ sinh viên 2005, là đàn em của Cường, đàn em thứ hai rồi. 2004 đã là đàn em thứ nhất, giờ đàn em thứ hai là 2005, và Cường đã trở thành sinh viên năm thứ ba. Nhanh lắm đó, thấy không cả nhà, mới hồi nào là cả nhà fan xa gần đau đáu chờ tin của Cường không biết như thế nào, thì được thông tin là Cường đậu trường Đại học Hoa Sen. Và Xuân Mỹ nhớ, Xuân Mỹ là người, là một trong những người đầu tiên đưa tin về việc Cường đậu vào trường Đại học Hoa Sen. Và cái những cái video đó, thông tin về trường Đại học Hoa Sen nó xuyên suốt trải dài từ đó tới giờ là đã gần 2 năm. Và ban đầu thì khi Xuân Mỹ đưa tin về trường Đại học Hoa Sen thì cũng một làn sóng dư luận rất là dữ vào phản đối Xuân Mỹ, và nói là Xuân Mỹ PE cho trường Đại học Hoa Sen này nọ nọ kia nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng thì nhờ đưa tin về trường Đại học Hoa Sen cho nên Xuân Mỹ cũng có một lượng khán giả lắm, là sinh viên trường Đại học Hoa Sen và phụ huynh của trường Đại học Hoa Sen. Từ đó thì thông tin của Cường đi học, thông tin về việc học tập của Cường, Xuân Mỹ mới có được, đúng không cả nhà? Phải tạo dựng mối quan hệ từ lâu, từ đầu cho tới giờ mình mới được có những được cái tin tức. Đó là may mắn, cho nên là ngày 20 tháng 11 năm 2022, Xuân Mỹ mới có cái thư mời độc quyền mà trường Hoa Sen gửi cho phụ huynh dự cái buổi lễ tri ân trên tàu Indochina, và Cường là ca sĩ khách mời đó. Nó có những cái cơ duyên như vậy, tức là muốn gặt hái được cái quả hôm nay chúng ta phải trồng cây từ trước đó, đúng không cả nhà? Muốn có những cái tin tức tốt chúng ta phải tạo dựng một cái mối quan hệ từ trước đó. Đó, Xuân Mỹ đã tạo dựng cái mối quan hệ để có thông tin cho mình là như vậy đó. Rồi, đó là thông tin trường Đại học Hoa Sen. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club xem mọi người chiều nay là chia sẻ. Chị Hương Trương cũng cách đây cũng 4 phút cũng up một cái tút chúc mừng con bài Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, ca sĩ Hồ Văn Cường trình bày đã lên top 22. Cảm ơn tất cả tình yêu thương cả nhà, đẩy lên 20 là tuổi đẹp nhất nha cả nhà.
20 rồi 19 rồi 17 không chừng đó, vì là đang mùa Vu Lan mà bài này là được nghe rộng khắp luôn mà. Hôm qua thì Xuân Mỹ nghêu ngao hát điệm theo các shot hình của Cường ở show diễn 26 26 tháng 8, cả nhà thấy Xuân Mỹ hát trai. Chắc chắn là Xuân Mỹ hát không bằng Cường, nhưng mà Xuân Mỹ muốn là lan tỏa cái tình yêu thương, tình cảm với mẹ mình thông qua hình ảnh của Cường, bài Bông Hồng Cài Áo ha. Kênh YouTube của Cường thì 148.000 người đăng ký, và đây là đường link. Chị Hương Chương đang tích cực lan tỏa cái tình yêu thương của mình thông qua cái việc share kênh YouTube của Cường và chia sẻ những cái tin vui. Đó, tin vui chiều nay là đạt top 22 rồi ha cả nhà. Rồi cũng có những cái bài báo như là Xuân Mỹ chia sẻ thì về cái nụ hôn như hồi trưa Xuân Mỹ nói, rồi cái hình ảnh của Cường ở những cái bài hát như là Tình Thôi Xót Xa, rồi Mẹ Tôi đó. Rồi lúc này là Cường nói ba ba cái cô hồi nãy đâu rồi nè, đây nè, đây cái lúc mà bị cưỡng hôn, người ta bị cưỡng hôn sao mà các cô vui dữ vậy đó, dễ thương không cả nhà, cái nụ cười chúm chím mắc cỡ, có chút xíu mắc cỡ ngại ngùng trong đây, nhưng mà hôm đó diễn xuất rất là hay. Nhưng mà như Xuân Mỹ cảm giác đó cả nhà, cái không gian của rạp Bến Thành nó làm cho cậu nhỏ thiếu oxy, cho cậu Gò Công thiếu oxy, cho nên cái việc hát nó cũng hơi, những cái giây phút cuối và cuối cuối chương trình nó cũng hơi hơi mệt, hơi đuối, cảm giác như là hẹp quá, cái không gian nó hẹp quá thiếu oxy. Nhưng ra cái rạp lớn thì ổng là giao lưu tưng bừng luôn cả nhà thấy không, hôm sau chuyển qua phòng trà không tên, không gian nó rộng rãi, ổng giao lưu tưng bừng luôn, quăng ném chặt chém đồ với các cô ghê luôn không. Cô Kim Khoa ơi, con thấy lo cho cô quá, bốn bốn người ở chung phòng với cô có tâm ghê luôn á, chơi chơi hù người ta ha. Rồi còn cô Sâm thì cô có mối quan hệ gì với ba người đó không, con cưỡng con bị cưỡng hôn mà sao cô vui như vậy đó cả nhà. Xuân Mỹ thì cảm nhận vậy nha, tức là ở cái không gian bữa 26 tháng 8 nó hơi hẹp, làm cho hơi bị ngợp thiếu oxy đó, cho nên là ổng ít giao lưu với mọi người thôi. Chứ Xuân Mỹ nghĩ cá tính của Cường thì là như vậy, sôi nổi, dễ gần, vui vẻ, hòa đồng, chứ không có khoảng cách gì hết ha cả nhà. Thích lắm, thích. Mà Xuân Mỹ thì cũng vậy, Xuân Mỹ cũng rất thích ghẹo Cường nha cả nhà, nhưng mà ghẹo sao show á, ghẹo ở ngoài á. Rồi mọi người kêu gọi ha, tức là như vậy là hồi trưa thì Xuân Mỹ thông tin là top 24 ha, rồi xuống top 23 và bây giờ là top 22 rồi, mừng quá ha cả nhà. Từ trưa đến chiều thì một khán giả cũng có một cái bài thơ nè, Mẹ Tôi. Khán giả có cái nickname là Hoa Tím Ngày Xưa nè. Con đi khắp bốn phương trời vẫn không đi hết những lời mẹ ru, một đời vất vả sương mai, một đời mong ước con trai thành tài. Mẹ ơi yên giấc ngàn thu, bão bùng sóng gió đã qua hết rồi. Mẹ ơi mẹ có biết không, biết là con thương mẹ nhiều không. Mẹ nhà xanh chuối thương con, không sinh không dưỡng mà thương vô cùng. Thương con vung vẻn cho con thương cả đường đi lối về. Mùa Vu Lan nữa lại về, biết ơn các mẹ vì con tháng ngày. Mẹ ơi mẹ là bài ca, mẹ tôi con hát kính dâng tặng người. Khá là hay ha cả nhà. Chàng trai nhà xanh nục chuối dễ thương hiền lành. Đi ra đi vội vàng ra chùa Bát Nhã hát cúng dường ở ngoài đó, nhưng mà cũng không quên livestream. Bảo là con không livestream thì không không ai biết, livestream xong là nhiều người vô gần gần tới mấy ngàn ha cả nhà. Rồi là các chị fan Đà Nẵng, một cú các bạn ấy gọi là một cú đánh úp bất ngờ, bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác. Và cái chị Misa nói là cơ hội, tức là không phải lúc nào cũng cũng dễ gặp đúng không cả nhà. Và bữa hôm đó là gặp rất là vui, gặp ngồi lâu, được ngồi lâu bên ổng nữa chứ, ngồi hàng tiếng đồng hồ nói chuyện trò chuyện rồi qua lại. Ổng vừa lên livestream ổng nói chuyện ăn, còn các chị Đà Nẵng là tới đó chụp hình, ông không chỉ chụp hình mà ngồi gần nha, tiếp cận gần với Cường trong không gian rất là ấm cúng của mùa Vu Lan. Xuân Mỹ nghĩ hôm đó các chị các bà mẹ của Đà Nẵng là hạnh phúc nhất đó. Rồi các bà mẹ trên khắp thế gian mà yêu thương Cường đó là hạnh phúc nhì, bởi vì nhìn qua sóng livestream, còn các bà mẹ Đà Nẵng là hạnh phúc nhất vì gặp con trực tiếp trong
khán phòng rất là ấm áp đó. Mùa Vu Lan này các mẹ rất là ấm áp luôn, rất là ấm áp với đứa con tinh thần xanh đột chuối, đó là cậu Út Gò Công ha. Rồi mọi người chia sẻ những cái hình ảnh, những cái bài viết đó thôi. Xuân Mỹ thì mong là tất cả mọi người đều khỏe mạnh bình an, bởi vì mọi người khỏe mạnh bình an mới có thời gian lo quan tâm tới cậu Út Gò Công, đúng không? Người thì quan tâm đi show, người thì quan tâm cày view, người thì quan tâm ngắm hình ảnh, người quan tâm làm thơ, người thì quan tâm viết tút đó. Như chị Hương Chương chỉ chia sẻ đó, một ngày chỉ làm 2 ca là hết 16 tiếng rồi. Cái bữa ăn giữa ca là 30 phút á, thì một là chỉ tranh thủ chợp mắt, còn hai là ôm cái điện thoại viết về cậu Út, chia sẻ những hình ảnh về cậu Út Gò Công. Coi như một ngày chỉ ngủ được có vài tiếng đồng hồ thôi, là coi như là chị nói là người của chị thiếu ngủ, bởi vì mê trai quá cho nên thiếu ngủ thôi chứ không gì. Có một cái câu chuyện này, hôm qua thì có khán giả cũng nhắn cho Xuân Mỹ là: Xuân Mỹ ơi, nghe thông tin là ca sĩ Cẩm Ly sẽ nhận Cường làm học trò, như xem như một đứa con nuôi. Xuân hỏi Xuân Mỹ có biết tin này không, thì Xuân Mỹ xin mạnh dạn thẳng thắn trả lời là không có việc đó nha. Hồi lúc mà Cường thu âm bài Tết Quê Hương mà của nhạc sĩ Minh Vy cũng như Cẩm Ly hát trước đó, thì Cường hát thì mọi người cũng nói là có thể là Cường sẽ bắt tay với vợ chồng Cẩm Ly ở chỗ phòng thu của vợ chồng Cẩm Ly, nhưng mà lúc đó là Xuân Mỹ đã biết là không có rồi, bởi vì có những cái dự án thì Cường mua bản quyền âm nhạc của nhạc sĩ Minh Vy rồi Cường thu. Cường có một cũng lựa chọn cái ekip âm nhạc cho mình, đã thoát được cái cảnh làm con nuôi với bao chật vật, với bao sóng gió, cho tới bây giờ vẫn còn đeo bám chửi thằng nhỏ. Thì bây giờ làm ca sĩ tự do, có dự án nào thì nhận dự án đó, có sản phẩm nào thì làm sản phẩm đó, có show nào thì nhận show đó. Nó có phải tự do hơn không cả nhà? Đang làm người tự do, dạy gì nhảy vô trồng một lần nữa, đúng không cả nhà? Thật bây giờ Xuân Mỹ thấy là Cường làm ca sĩ tự do là tốt nhất. Ngay cả anh Sơn là danh ca nhạc sĩ gạo cội, Cường không còn không bái sư nữa. Cường chỉ là xem anh Sơn như người cha, người bác đỡ đầu cho mình thôi, chưa có bái sư như là bé Ngọc Thảo bái sư anh Sơn nữa. Cho nên ra anh Sơn đâu có gọi Cường là học trò, mà coi như người cháu, người con thôi. Đó, cả nhà thấy không? Như vậy là cái tin mà ca sĩ Cẩm Ly nhận Cường làm học trò, làm con nuôi thì không có nha. Đó là tin vịt, cho nên là Xuân Mỹ xin trả lời như vậy. Theo Xuân Mỹ được biết thì Cường chỉ là bây giờ làm ca sĩ tự do và theo học. Tức là bởi vì cậu ấy theo học cho nên trong âm nhạc thì nó chưa có là theo hết thời gian 100%, mà chỉ là khi nào có thời gian hợp lý thì nhận show, đồng hành song hành cùng với việc đi học. Cho nên là cái việc mà nhận Cẩm Ly làm thầy hay làm mẹ nuôi là không có. Đó là tin vịt ha, Xuân Mỹ xin chia sẻ như vậy để mọi người hiểu rõ. Cường bây giờ đang tự đi trên đôi chân của mình, không có cần phải dựa dẫm vào ai làm mẹ nuôi hay làm thầy gì nữa. Mà những cái người thầy rộng khắp, tức là có những dự án cần thu qua anh Sơn Hạ thì đi thu đó, MV làm với anh Sơn Hạ thì đi làm. Và Cường có những cái đội âm nhạc khác nữa, ngoài anh Sơn, anh Sơn Hạ, cô Uyên, còn những cái đội nhạc khác, ví dụ đội nhạc trong trường đại học Hoa Sen, người ta cũng hỗ trợ Cường tập được vậy cả nhà. Đó, rộng rãi, nên là mình đang có nhiều cái hướng đi, hướng lựa chọn, thì việc gì mình phải chọn cố định một đội, đúng không? Đó là cái sự hiểu biết của Xuân Mỹ xin chia sẻ với mọi người ha. Rồi, đó là thông tin liên quan đến Cường cũng như những cái tin tức. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang tin xã hội ha. Tin xã hội chiều nay thì có gì? Xuân Mỹ xin cho mọi người. Wow. Công an Hà Nội điều tra vụ 4 người trong gia đình tử vong bất thường. Wow, cái tin này xảy ra ở quận Long Biên. Quận Long Biên ha khán giả. Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân 4 người trong gia đình tử vong bất thường ngày 1 tháng 9. Trả lời với phóng viên, công an Hà Nội cho biết cơ quan đang điều tra nguyên nhân 4 người trong gia đình tử vong bất thường ở quận Long Biên. Theo người dân chứng kiến hiện trường thì sáng cùng ngày, sáng sớm nay cả nhà, họ phát hiện 4 người tử vong ở phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên. Nhận được tin thì các đơn vị nghiệp vụ công an Hà Nội phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu nhận định chồng đã ra tay sát hại vợ và hai con rồi sau đó tự
tự tử luôn, đăng xuất khỏi thế giới luôn. Trời, một gia đình giống như cái vụ này giống y chang như cái vụ ở Khánh Hòa mà người chồng là được cấp cứu kịp thời cả nhà. À, chủ nhà là ông H 45 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ. Rồi nghi là chồng ra tay với vợ và hai con rồi. Rất là đáng tiếc ha, rất là đáng tiếc. Có những vụ việc như vậy tự mình lựa chọn quyền sống cho người khác luôn. Một cái câu chuyện thương tâm. Một cái câu chuyện thương tâm. Xin chia buồn với gia đình nạn nhân. Đó là thông tin Xuân Mỹ muốn chia sẻ với cả nhà ha. Và hiện nay thì lễ này sẽ dự báo thời tiết là ảnh hưởng tới cơn bão, bởi cơn bão Sao La, nhưng mà nó đang đi vô hướng Bắc nhưng mà có di chuyển xuống hướng Nam, và vào ngày vài ngày tới thì nó sẽ vào tới biển miền Trung cả nhà. Cho nên là mọi người cẩn thận ha, khi đi biển chơi cẩn thận cơn bão. Đó là thông tin mà Xuân Mỹ muốn gửi qua video chiều hôm nay. Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ, like ở dưới video bên trái để tạo động lực cho Xuân Mỹ. Và một lần nữa thì Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn những video sau ạ. Xin chào ạ.